Nói chung là mình đặt máy vừa xong rồi, mà ra làm sao tự nhiên mình thấy trong cái vớn của mình, vớn sông Hè nó nhảy một cái đùng, mình không biết cái gì. Mà hôm nay hôm kia qua gì cái thằng em mình nó bơm nước đầy, tại vì trong cái đìa mình có nuôi cá lóc đó nha. Tự nhiên mình thấy nó ra, chắc nó bay ra nó vô vớn quá cả nhà ơi. Giờ mình Ồ. ra mình dở thử một cái, là nếu có mà có cá lóc vô là mình xử luôn nghe cả nhà. Ủa, cái đồ này cá nhóc luôn anh. Nè cái đĩa của mình nè. Nè. Đĩa này mình nuôi cá giò rồi, coi có mình có hỏi mình thả khoảng cỡ mấy chục con cá lóc như đây nghe cả nhà. Hôm qua nay thấy tự nhiên nghe nhảy một cái đùng luôn, chứ mình cũng không có tình, nay mình dở dớn, nay là không có tình dở dớn thiệt. Mình cá sao hè vô Chắc cá lóc theo cái đường này quá anh ơi. Hả? Cái đường này nè. Không biết nữa. Hồi bữa đổ thì có một con đó. Cái gì dữ vậy? Hai con luôn. Dạ. Yeah. Ừ. Rồi. Hai con tà bá luôn. Bởi hồi bữa tắt đìa lên không có con nào bự á. Ra ngoài ruộng hết. Ừ. Hồi nữa cá rô rồi lươn rồi. Hồi nữa hai cái lóc. Đâu? Hai cái lóc tà bá luôn. Ừ. Bởi nó làm một cái đụng đi mơm bên tàn nó lên rồi, giờ xả nước ra rồi xả liền cho lúa á, nó theo đường nước nó xuống. Wow, rất là đã. Ôi vô hai con này làm món gì ăn đây? Vô nướng vậy nè, à, nướng hay làm gì? Vô nhà đi tính làm món gì. Ôi lươn nó ngon luôn. Ui ừ, cá ngọt để coi. Ừ. Nổi mạnh hơn. Trời đất, cái lương gì tùm lum ta đó. Đúng mánh luôn. Ừ. Ôi, đã. Rồi đâu. Trời ơi, con cá nó mập. Thả mà nó ăn ba, mình đổ cá con nè, đổ xuống nó ăn. Khi mỗi bữa mình đổ vớn cá con về cả nhà. Hèn chi bữa nay cá con hết rồi. Sổ xuống đìa cho nó ăn. Cho nó ra con lỏng nó mập. Ôi vô, hang lương tà bá nữa. Về nướng cá cả nhà ơi, hên quá đổ được hai con cá. Vô con, vô mát, vô mát, vô mát. Thơm nha. Ui thơm, thơm nhức nhất. Xíu nữa là sẽ được ăn món gói bánh chén. Thơm chưa em bé? Dạ dạ thơm. Con mời ai? Con mời ông bảo trước. Hồi ăn gì? Hồi ăn cá. Cá làm gì? Cá lóc. Cá lóc nướng. Con làm gì con? Đào đất. Rồi con làm gì? Làm trái cây. Con làm trái cây luôn hả? Thôi. Gì đâu. Chín chưa, chín chưa, chín chưa. Nghe mùi chưa, nghe mùi chưa? Thôi mày, thôi mày. Thôi con cắt chia luôn. Ừ vậy. Thôi, thôi được rồi con. Đập vô góc mai luôn hả? Ui. Đâm ướt cả nhà ơi. Nói chung là mình lội, mình đặt máy. Bây giờ đi ra làm sao, tự nhiên cái vấn nó làm đùng đùng. Rồi vô hang cá của tôi. Ai không gà đặt vớn cái nè. Đặt vớn ở bên đặt vớn cho mình nuôi được khoảng vài chục con cá lóc. Mình đặt vớn cá con á, mình cho nó ăn. Bữa nay mình ăn lại nó. Cái đìa mình cũng được vài chục con cả nhà ơi. Mình đặt vớn cá chích 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 thì mình đổ xuống nó ăn thấy mê đã lắm. Cái bơm nước vô tối bơm tàn quá nó chắc nó ra nó vô vớn. Không biết ra trong ruộng thì cũng trong ruộng mình, ra mốt cũng vô vớn mình. Nó cũng đâu đi đâu. Đây. Ủa dòng thứ mà lạnh lạnh này thèm đồ chua mà giờ có đâu có đồ chua đâu. Hái tắc non quýt. Cái gì vậy? Tắc non, tắc non. Đã cả nhà ơi.
Sao chấm không vô vậy ta? Được rồi, ăn trái được rồi. À, cả lầu chín quá. Đã. Trời ơi. Dũng coi, lương. Ngon quá. Thứ Dũng à. Ngon quá nha. Khỏe. Con này chín rồi luôn rồi nè anh. Đã quá. Tự nhiên đang thèm. Wow. Nóng quá, tình lọ nóng. Đã. Nóng quá nóng. Ôi, tắm vậy mà cái động đang làm ngon. Mời cả nhà. Ngon quá. Nhưng nó nguyên con luôn. Không bằng ruột luôn. Mời cả nhà luôn. Đang xèo xèo ngon quá cả nhà. Wow. Để bộ bộ ruột xuống, để bộ ruột xuống. Này chưa để bộ ruột chậm tính tới đi. Ủa, ngon lắm. Thơm. Ủa đã. Con này chín rồi nè, bứt cái đuôi ra cho hai đứa ta ăn đi. Ôi. Ủa con cá nó mập con ha. À, con cá này mà... nó ăn hết cái mấy con cá con trong vớn mình luôn á. Không gài là công kỹ đặt vớn không gài cá con đó là cho nó ăn mấy cả nhà. Dạ. Ồ, wow. Thích ngon quá. Rồi, tiến lại tiếp. Tiến lại ngồi xuống chị mời cô chú cùng ăn với con đi. Mời ông bà cô chú ơi. Ông bà cô chú ơi, tội gà. Tiến 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 tiến. Mời ông bà cô chú bảo. Dạ mời chào cô chú. Từ 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 từ. Con mời ông bà cô chú đi. Con mời ông bà cô chú đều dùng bữa cá nướng của bọn con nha. Da giòn. Từ từ để cho dễ không? Nóng không? Nóng không? Rất ngon. Con dễ được con ăn đi bà. Hỏi cho em bà ơi. Hỏi cho em. Cho banh vậy nè. Cá này bớt rồi nè. Cá vô vớn mà lại cá nuôi. Nóng quá. Nóng không? Thổi. Thổi thổi thổi. Anh hai thổi anh hai ơi. Ủa mình mà còn nóng nữa chi tới, từ từ đi. Ồ nó trắng, ồ lên đã. Từ từ con ơi. Dạ, từ từ đây, từ từ ngồi ngồi ngồi. Không biết ai được chung với áo này được. Lá chuối con, lá chuối bình thường, rồi con ăn đi. Nóng quá, từ từ. Từ đi. Cá ngủ. Đã quá trời đã. Nói chung là chủ nhật nào mình cũng về. Đi về vuông hết tên cả nhà. Rồi hôm nay về mình đặt máy. Nó ngon ngay cô chú. Nay đặt máy mà sao tình cờ. Gớt bỏ con, gớt bỏ, bỏ. Dút. Dơ, dơ, dơ. Dút lên, quýnh nó lên, dút lúng nó. To rồi, dùng gì cái dèo đi kìa. Từ từ đi, từ từ đi. Để tao hỏi. Rồi, cho em đi. Nhờ cô chú cùng ăn với con với miếng cá xíu to khổng lồ. Nhìn thì bên ngoài thì khổng lồ, nhưng đó với con rất là nhỏ. Lớn thằng chấm. Cái gì? Nước mắm thần thánh. Nước mắm nào thần thánh rồi đây? Muối ớt thần thánh. Muối ớt thần thánh lộn. Quýnh từng nóng quá. Mời cô chú nha. Mời cả nhà ơi. Ủa cách đây. Dạ mời cô chú đừng ăn với con ông bà con. Đây là đã nè. Đã ngọt thế không biết luôn. Làm đang đói bụng. Đang đó luôn nha cô chú. Ăn trộm của anh hai. Ăn trộm của anh hai luôn hả? Mình mấy con ướt luôn cả nhà. Mời cô chú nha. Những cá siêu to khổng lồ do ngon, chính cha làm. 1, 2, 3 chấm với muối ớt thần thánh của cha. Thất lắc như vậy. Nhức mắt. Nhức mắt. Nó nhẹ nghe. Ủa cá. Ngon luôn cả. Ăn ngon quá. Ướp da ngon quá. Ngon hết trời. Ngon tính. Quá ăn miếng ướp da. Dạ. Ô, nó sôi anh. Wow. Quá rồi hả? Nhưng mà con mời cô chú ăn miếng đó. Miếng cá nữa nha cô. Cha mẹ đây con chế tàu thuốc. Cái gì? Con cha mẹ đây con chế tàu thuốc. Con chế thì tàu thuốc á hả? Được không thưa? Nó bắt con thử nghiệm không? sao? Cha mẹ chú nha. Không nè, sao nè, ăn ngon không nè? Ăn ngon. Ngon sao giơ tay à? Này không dơ vậy nữa hả? Ngon quá cả nhà.
cực kỳ luôn. Ta nói đúng, nhức nướng. Nướng lúc nào cũng ngon hết. Nhức nách luôn. Nhức nách luôn. Nhức nách làm sao tin? Nhức nách sao? Bạc cái nách rồi. Bạc cái nách rồi. Bạc. Bạc bạc. Nãy mặn sạch ruột lắm. Sạch bóng luôn á. Ôi ơi. Quá thật khói luôn. Cà mặn ngon quá tin nè. Trời ơi, lên khói luôn vậy. Ôi trời ơi, mời cả nhà ăn cả nhà. Trời ơi, cái này chắc quốc ly quá. Cô chú nha. Mời cô chú cùng ăn miếng cá nha. Nhất nách bạc bạc. Mời cô chú ăn miếng dao thần thánh. Nhà nào cũng phải có. Bánh tráng nướng cũng phải có. Bộ tử đã rồi. Quá đã luôn. Nhất nách luôn hả cả. Ôi trời ơi, ngon quá. Lên khói luôn. Cần hết rồi cô chú ơi. Cần hết rồi cô chú ơi. Mai mốt mẹ nướng nữa. Mùi gì nhất rất ngon. Giống cái cùng xương kia. Mua ớt thần thánh. Cô chú còn có miếng nè. Ăn phải hết chứ. Mai mốt mẹ làm nữa nha. Cộng những cái đùi cá một tí. Ngon quá. Nóng lắm. Đúng là ra đi đặt máy mà đúng lúc trưa ha. Có chuyện sướng nghe em ơi. Lúc trưa mà làm vậy ngon quá. Nè nghe cái đùi nè, ăn cặp cái đùi nên không có xương. Ê xương con ơi, xương để cha gỡ. Nãy giờ ăn thử cá này rồi, bây giờ con sẽ thử cá. Cá này nha. Hay. Mời cô chú cùng ăn với con. Wow. Nha. Ăn gì sao vô cái tay luôn rồi. Tôi ăn tự nhiên luôn cả nhà ơi. Như là y như là không có máy quay vậy. Quá ngon. Để cô chú nguyên cái da nè. Ngồi nguyên da luôn hả? Ủa trời ơi. Cảm nghĩ sao? Cảm nghĩ. Ngon không? Ngon. Nhức nách sao? Nhức nách. Bặc bặc. Cảm nghĩ của con là ăn tuy nóng nhưng mà bên ngoài đi mát mẻ làm cơ tinh thần con mát mẻ lại, vừa ngon mà vừa mát nữa. Còn cha cảm nhận sao cha? Cha giờ biết nhai rồi. Đổ quá. Uống vú cá. Con cá uống vú cá. Cá gì mà con cá lóc làm nha, cá vôi. Con ăn nãy giờ. Dạ, con cái bụng con phình bự kìa bắn rồi. Quá đã. Đã cả nhà. Nói chung ngày nay mình về á. Này nắng dữ lắm cả nhà ơi, mình đặt máy đằng mình bơm vô lúa đằng cho lúa nó mát cả nhà, nắng quá. Rồi tình cờ mình ra làm sao mình thấy cái giớn nó làm đùng đùng, ai ngờ cá nuôi của mình nó ra nó sảy. Rồi mình bắt lên mình sẵn đó mình tưa mình không làm gì ăn, mình ra vuông mình bài lửa ra mình nướng luôn cả nhà ơi. Ngon quá. Nói chung là giấc trưa này mà đang đói bụng nữa mà nướng không kịp hái rau thì luôn, nó rất là ngon cả nhà ơi. Video mình cũng dài, chắc có thể ba cha con kết thúc tại đây quá. Ở nhà thấy hay hẹn bấm chuông. Nói đây. Chung là bấm thêm cái cọc cọc dưới đó để cho nhớ nhấn đăng ký để xem được những video khác nhé. Thôi lóc nha. Thôi lóc nha. Tạm biệt. Bye bye. Chúc sao? Chúc một ngày vui vẻ. Chúc cô chú. Chúc cô chú một ngày vui vẻ, hạnh phúc.